Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 8 tóc cần Ames này bạn. Thì một tóc cần Ames này khoảng 32 đô bạn. Thì tổng pool của chương trình này góp này tới 250.000 đô luôn. Rất là lớn luôn các bạn. Thì để tham gia game này các bạn đi phần link mô tả dưới video mình đã tắt chatbot rồi. Rồi bạn lướt cấp trang các bạn. Ui là tờ gặp cấp trang này mình ngán ngược. Vui lòng nhấp vào hình ảnh có chứa một chiếc xe tải nè bạn, đây nữa nè các bạn, xe tải nè, còn này xe gì ba chiếc, sorry, vui lòng nhấp vào hình ảnh của chiếc xe tải, đây không phải xe tải, một chiếc xe tải, hai chiếc xe tải, gọi tiếp theo kiểm tra, không đúng ta, rồi sau khi bạn đã tra xong thì bạn bấm chữ submit nè các bạn, rồi bạn bắt đáp lên các bạn, bấm nút chat nè. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh Telegram Challenge nữa nè. Các bạn join sao các bạn, các bạn bắt đáp nữa. Tiếp tục follow Twitter nè. Trên Twitter nè, bạn theo dõi các bạn. Rồi, bạn bắt đáp nữa nè. Rồi, tiếp tục bạn tweet nữa nè. Các bạn like nè, các bạn chỉ dẫn tweet các bạn đang dài các bạn, các bạn vào các bạn. 3 người bạn quận 5 đi. Các bạn gọi ở cộng này hiện như các bạn của tất cả các bạn nè. Rồi, các bạn bấm vào submit đi tên. Rồi, các bạn điền lưu xin em Telegram, bạn đã xoan xào ai gấp, cộng anh 5 số 2. Tiếp tục bạn điền lưu xin em Twitter nè, dán này khá là dễ dàng, đơn giản luôn các bạn. Các bạn bỏ ra 1 phút, bạn làm mà. Tiếp tục submit link request, giải tan 3 người bạn nè, thì bạn mở Twitter cho các bạn nghe nè. Xin tao biết tớ nhấp ba anh cùng nhấp vào một hồ sơ nữa. Các bạn chia sẻ các bài của anh để tao quýt nè. Mày sẽ giúp liên kết nè, gửi gọi là chatbot nè. Tiếp tục con dùng địa chỉ NGC20 trên dưới chút Colette Metamask anh to căng. Chạy trên nền tảng NGC20 nha mà. Và bằng gửi chatbot nè. Rồi sau đó bấm xe tiết để cập nhật tài khoản của mình nè bạn. Anh đã nhận được 8 tốc cần Ames. Bạn gì lên game chia sẻ bạn bè những thằng thêm tôi cần các bạn. Thì video mình đang kết thúc. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo cho mình nhé.